Tôi có một người cô. Con gái cô tên là Tiểu Lưu. Gần đây mới kết hôn. Cô dâu có biệt danh là cô hầu. Mọi người đều cho rằng cô hầu sinh ra rất quái dị, khắp người đầy lòng, giống một con khỉ nên mới có biệt danh như thế. Nhưng sau khi bái lễ xong, trước mặt mọi người, ai nấy đều ngỡ ngàng thốt lên: cô dâu quá đẹp như một nàng tiên giáng trần. Cũng có những người bàn tán xôn xao. Thế thì cái danh hiệu của cô hầu từ đâu mà có? Điều đó khiến tôi tò mò. Sau khi trải qua thời gian điều tra về thân thế của cô hầu, mới làm rõ được nghi vấn trong lòng. Cô dâu là một người phương Nam, cha mẹ vốn là người nuôi vịt. Mẹ cô nổi tiếng là một người đẹp nhất vùng, có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, thậm chí những chàng trai khác làng và khách viễn lai cũng ngây ngất trước vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của cô, xin được cầu hôn với cô. Trong số họ có một vị thanh niên giàu có đến từ Malaysia, xin được cầu hôn với cô, nhưng cô đã cự tuyệt vì không muốn rời xa cha mẹ và quê hương của mình. Ai ngờ chàng thanh niên trẻ người Malaysia bị vẻ đẹp của cô làm cho mất hồn, phiền não mà uống thuốc độc, tự tử để giải thoát bể khổ si tình. Trong bức di thư có ghi mấy dòng chữ như sau: kiếp này không được xe duyên cùng mỹ nhân là do trở ngại của sự bất đồng quốc gia. Nguyện kiếp sau có thể cùng nàng sống cùng một nước. Chẳng bao lâu cô gái nuôi vịt ấy kết hôn cùng một người bạn tri kỷ cùng thôn, làm nghề nuôi vịt. Thật đúng là một đôi uyên ương trời đình. Sau đó, nghe đồn rằng đã xảy ra một câu chuyện như thế này. Có một lần hai vợ chồng cùng đi thuyền qua sông đến thị trấn mua đồ, tình cờ gặp anh Quang ở gần đấy sinh sống bằng nghề lái đò qua sông. Hai vợ chồng liền ngồi vào thuyền của anh để qua sông. Ai ngờ anh Quang sớm đã yêu thầm cô, vì tính tự ti không dám đến gần, mỗi ngày đều lén lút đổ thuyền trước nhà của cô. Hôm nay có dịp đưa hai vợ chồng qua sông, anh thấy đây là dịp may hiếm có, cơ hội chín muồi, thật là vinh hạnh trong đời. Chiếc thuyền lướt trên mặt nước êm nhẹ, mắt anh cứ đăm đắm dõi theo cô như người mất hồn. Lúc đầu hai vợ chồng không chú ý, nhưng sau đó lại cảm thấy lạ, đi quá lâu mà vẫn chưa tới bờ, mới phát hiện thì ra anh Hoàng đang đứng chèo con thuyền mà hồn đang say sưa ngắm mỹ nữ. Lúc cô trông thấy cái quần bị rách một lỗ lớn ngày mộng của anh Hoàng, liền bật cười, một nụ cười duyên dáng dịu dàng như vầng trăng tỏa sáng trong lòng anh, khiến anh ngây ngất muốn bật lên một tiếng, vui sướng đến nỗi tưởng chừng như muốn nhảy xuống sông, dù sống hay chết. Anh mệt đến nỗi chồng cô phải đích thân chèo thuyền. Chẳng bao lâu cô có mạng, người chồng chăm sóc tận tình chu đáo, nuông chiều hết mực, cả nhà ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Mọi người đều chăm sóc, chuẩn bị đầy đủ món ăn mà cô thích. Nhưng bất cứ món sơn hào hay vị nào, cô cũng cảm thấy không ngon. Một hôm, người chồng từ chợ mua về một miếng đùi khỉ, đem về hầm với thuốc bắc. Món này lại khiến cô ngon miệng, mà cứ mỗi lần đi chợ, người nhà lại mua vài miếng thịt khỉ tẩm bổ cho cô. Một hôm trên đường đi chợ, người chồng chợt thấy một thợ săn tay cầm một con khỉ đèn đem bán. Anh thấy vô cùng mừng rỡ, mua về nhà để nuôi. Thời gian sau con khỉ béo tròn, liền chuẩn bị vào giết nó để tẩm bổ cho vợ mình. Lúc này cô đã mang thai được 7 tháng. Y ạch,
kéo ghế ngồi xem chồng mình giết khỉ. Con khỉ đáng thương ấy chỉ ăn vài ba lát chuối và một ít trái cây chưa đầy nửa ký mà bây giờ phải trở thành món ăn tẩm bổ cho cô. Con khỉ nước mắt cứ tràn trề quỳ lại van xin thảm thiết. Thế mà người chồng thương vợ này không một chút lòng từ bi. Với con dao dài sắc bén của mình, anh đâm thẳng vào tim của khỉ. Trong ải sanh tử này, tay phải của con khỉ nắm lấy cán dao, tay trái cầm lấy lưỡi dao, dùng hết toàn bộ sức lực của mình nắm lấy cán dao, ôm chặt con dao. Lúc đó anh chồng đâm không được, định rút con dao ra, nhưng vì lực rút quá mạnh khiến cho bốn ngón tay của khỉ đều bị gãy hết, máu chảy đầm đìa. Người vợ thấy máu liền hốt hoảng, đầu óc choáng váng, vội khuyên chồng hãy ngừng tay, thà chết cho nó. Con khỉ thoát chết từ quỷ môn quan trở về, dường như chịu không được nỗi đau của bốn ngón tay bị gãy nên lê lết ra đi. Nó quay đầu nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt tràn đầy căm hận, rồi chạy đi biệt tâm biệt tích. Từ đó trở về sau, người vợ cứ ngửi thấy mùi thịt tanh hôi liền phát nôn, chỉ ăn các loại rau quả. Người già sợ thiếu dinh dưỡng nên lén lút bỏ vào trong món ăn chút nước thịt, nhưng khi đưa vào miệng thì lập tức ói ra, cứ thế cho đến khi sinh nở. Sau 10 tháng mang thai, lúc sinh ra thai nhi đều bình thường, là một đứa bé gái, ngũ quan đầy đủ. Chỉ phát hiện phía tay trái của bé gái trừ ngón cái ra thì bốn ngón còn lại như từng bị dao cắt đi hai khúc. Bốn ngón sau cao bằng ngón cái, chỉ có một khúc mà thôi. Cha mẹ và những người thân đều cảm thấy kỳ lạ. Mọi người đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng mà trước khi mang thai, người chồng sát hại con khỉ không thành, chỉ chặt đứt cái ngón tay của khỉ. Hôm nay cô hầu khoác lên bộ áo cưới màu trắng, bước ung dung diễm lệ như tiên nữ giáng trần. Có ai ngờ rằng đằng sau găng tay nón nà ấy, bàn tay lại bị gãy hết bốn ngón. Tất cả điều này đã tạo nên câu chuyện ly kỳ về cô hầu.